Mentor Trip USA High End Equipment Instruction, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với THOL Gym quận 12 tầng số 1. Và trước mặt chúng ta là một chiếc máy khá là đẳng cấp của dòng Pro Performance Plus, có tên gọi là Sitic Pro. Đây là một chiếc máy tập lưng rất hiệu quả trong dòng tập lưng. Và thể hình online là một trung tâm tự hào ở máy tập, thiết bị tập và dịch vụ là linh hồn của Thành Online. Do đó, máy tập lưng được đầu tư khá nhiều trong trung tâm của Thành Online. Đến với chiếc máy thì nó cũng không có gì mới so với những cái chiếc máy Pro Performance Plus khác. Nó vẫn đi theo một cái thiết kế, một cái design. Đó, một design cổ điển, đó là màu đỏ của nệm và màu đen của khung và màu sáng, màu xám điểm nhấn của máy. Đó. Và hệ thống chỉnh tạ thì vẫn có bonus 10 bao. Đó, vẫn có bonus 10 bao nha các bạn, 5 bao. Không có gì mới cả. Đây, rất đặc trưng của dòng Pro Performance Plus. Và tay cầm freeway 100% là cái điểm đặc biệt của chiếc máy này. Dòng PPS hay là dòng PPL đều có cây quyền lực này hết. Bạn nhớ là Duy hay cầm cái này Duy lắc không? Đây là một chiếc máy tập rất giống dòng PPL. Đó, nhưng mà nó đắt tiền hơn. Nó là PPS. Vậy thôi, y chang, không khác gì cả, chỉ sang trọng hơn, máy đẹp hơn. Vô, chỉnh cái này. Cái chỗ nào có vàng là chỗ đó chỉnh. Ây da, cứng như ta. Đó. Tự động mấy bạn, tự động, nó đẩy rồi này không? Rồi, nhấn nó tự động nè. Ây da, tự động ra luôn, đó. Để chỉnh cái răng của lưng. Vậy thôi, cái chỗ để chân. Cái này chỉnh được không ta? Phải được chứ. Đó, hay không, biết chỗ chỉnh rồi nha. Đó, xuống, kịch cái vị trí về đẹp, và lên chút xíu cũng được, tùy bạn, nó có thể lên chút xíu, hoặc là có thể vị trí này. Ok. Rồi, tay cầm kéo bình thường thôi. Đó. Nữa, lưng, bài tập lưng, vai sau, tay trước. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ Freeway. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.